Kiều Minh Tuấn không ngại hửi nách Lê Giang trong Cô Dâu Hào Môn, nói về khó khăn khi tham gia 2 ngày 1 đêm lúc đang đóng phim. Ôi trời ơi! Trong phim Cô Dâu Hào Môn, Kiều Minh Tuấn vào vai một người đứng tuổi, có vợ là nghệ sĩ Lê Giang. Trong dự án này, nam diễn viên trở thành một người đàn ông khắc khổ và già hơn rất nhiều so với tuổi thật của Kiều Minh Tuấn. Có thể nói, việc hóa thân thành nhân vật trong phim là một trải nghiệm đầy gian nan đối với nam diễn viên. Tuy nhiên, Kiều Minh Tuấn đã hoàn thành tốt trong lần tái xuất này, nhất là khi phải hóa thân thành người già mà còn phải chững chạc hơn cả Lê Giang. Nè, cô với chú phải suy nghĩ 3 tháng mới có cái tên Tú Lạc đó con. Không có phải đơn giản vậy đâu, phải không ông? À, đúng rồi. Cái tên đó là nó dẫn vô cái số của con người. Cho nên mình không thể nào tùy tiện mà đặt tên bậy bạ được. Nam diễn viên cho biết, để những cảnh quay chân thật nhất, anh không ngại ghẹo thậm chí là hởi nách của Lê Giang khi đóng vai vợ chồng khiến đàn chị không ít lần phải giật mình. Thì khi mà vô cái vai này là tôi phải là tâm lý của mình đó, là mình là một người chồng, người rất là yêu cái nhân vật của chị Lê Giang. Mình lúc nào cũng phải ghẹo vậy, là trời ơi đẹp quá, sao mà đẹp dữ vậy trời, sao mà cứ để cái tâm lý của mình lúc nào cũng là chị Lê Giang lúc nào cũng đáng yêu của mình hả. Mình cái nhân vật của mình là phải lúc nào cũng yêu cái nhân vật hình thái đó là của chị Lê Giang. Trong phim á là hả, Tuấn rất là thoải mái để mà biểu cảm những cái tình cảm với chị Lê Giang. Không biết anh Đảng có dựng không, có mấy cái mà hả, ví dụ như là cái nhân vật của Tuấn rất là nịnh nhân vật của chị Lê Giang á, thì ví dụ như bình thường người ta sẽ nịnh, người ta sẽ đấm bó, người ta không, Tuấn đè vô nách Tuấn hửi luôn. Tuấn năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Hít hà các kiểu luôn. Lê Giang cũng giật mình kêu trời ấy, thì Tuấn kêu không, chồng vợ còn ngại gì nữa. Cho nên là như vậy nó sẽ có cái chemistry và nhìn thấy nó sự gần gũi, nó đời thường. Cũng vì tạo hình cho nhân vật này mà Kiều Minh Tuấn cũng gặp không ít khó khăn khi quay chương trình 2 ngày 1 đêm vì sự ảnh hưởng đến tâm lý khán giả khi xem chương trình. Thậm chí đã có ý nghĩ không tham gia mùa 3. Tuy nhiên vì quá nhớ anh em nên quyết định tham gia nên cũng mong khán giả tha thứ. Mình cũng đã nói với lại bên show là hình dạng mình như vậy thì mọi người cũng mới đầu mọi người cũng kêu không sao. Nhưng mà khi mà gặp á, bên show nó cũng bất ngờ. Họ bất ngờ là tại vì không nghĩ là mình có những cái thay đổi nó quá hợp với những cái suy nghĩ của họ. Mình cũng lo lắng tại vì mình cũng sợ nó ảnh hưởng đến tâm lý khán giả khi coi á. Lúc đầu là cũng định là không đi đợt này, cũng định hủy, nhưng mà thấy cũng mình thật sự là cũng nhớ mấy anh em trong show, rồi nhớ ekip và kể cả nhớ khán giả, cho nên là cũng trước khi mà chiếu thì cũng đã nói với lại khán giả, xin khán giả thông cảm, tại vì cái này là hình tượng của Tuấn ở trong phim chứ không phải là Tuấn ngoài đời. Cái này thiệt chứ không phải là Tuấn tạo miếng mảng gì mà lên game show, cho nên là quý vị khán giả có coi mà thấy khó chịu thì cũng hoan hỷ thông cảm cho Tuấn, thì cũng đã xin rồi. Nhưng mà nó cũng cản trở, có những cái game mà chơi nước á, cũng đâu có dám mà để tóc ở ngoài đâu, tại vì tóc là sơ hở là gãy, sơ hở là rụng, cho nên là phải lấy cái gì mà của dân bơi lặn á ụp lên để che tóc. Nhưng mà chơi được 5 phút nó cũng rớt ra. Rồi râu cũng vậy, cũng nó cũng sơ hở là nó đứt, nó gãy. Cô Dâu Hào Môn xoay quanh gia đình lao động nghèo gồm Tú Lạc, Quyền Ấn Đóng, bố mẹ và anh trai. Cô hay bị bạn bè chế giễu vì hoàn cảnh, từ đó ôm mộng đổi đời. Tú Lạc lên kế hoạch cho cả nhà đóng giả những người thuộc lớp thượng lưu, giúp cô tiếp cận thiếu gia Bảo Hoàng, Samuel An, từ đó bước chân vào giới nhà giàu. Thu Trang đóng vai bà Phượng, mẹ của Bảo Hoàng, một chủ doanh nghiệp lớn. Khi trailer ra mắt cuối tháng 9, phim bị nhiều khán giả cho rằng mượn nhiều ý tưởng trong Parasite, Tên Việt, Ký Sinh Trùng của đạo diễn Hàn Bong Joon-ho. Vũ Ngọc Đãng nói sự giống nhau giữa hai phim chỉ là trùng hợp. Kịch bản Cô Dâu Hào Môn do ekip Việt viết, lấy cảm hứng từ một số câu chuyện có thật trong showbiz.